Xin kính chào quý anh chị, chào các bạn, chào mừng quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô Đức Trung, chợ ô tô cũ Quảng Ninh. Bên chợ ô tô cũ Quảng Ninh thì chuyên về các cái dòng xe bán tải đã qua sử dụng. Nếu mà anh em quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc đến xem xe tại chợ ô tô cũ Quảng Ninh, có địa chỉ ở phường Phương Nam, thành phố Uông Bí. Bên Đức Trung còn khá nhiều các cái mẫu xe để anh em lựa chọn. Xin kính chào quý anh chị, chào các bạn, chào mừng quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung, chợ ô tô cũ Quảng Ninh. Trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì Đức Trung dành thời gian làm video về 4 chiếc xe Ford Ranger bản XLT sản xuất năm 2012 và 13. Đây 4 chiếc XLT. Chiếc đầu tiên biển 21C07465 này là 2013. Thế và chiếc 14C06437 là 2012. Thì chiếc màu đen này cũng là 2012 anh em nhé. Chiếc màu trắng đỗ ở bên ngoài này là 2013. Đây, cái bản XLT thì anh em biết rồi. Nó được trang bị số sàn 2 cầu và động cơ dầu 2.2. Cái bản XLT này thì nó rất phù hợp với anh em ở cái khu vực miền núi hay là ở các cái khu vực mà anh em có nhiều đường đèo đường đất. Ở Đức Trung làm cái video này để đáp ứng một số cái nhu cầu của anh em yêu cầu là làm kỹ về cái phần XLT, thì hôm nay Đức Trung có 4 con XLT này trong cái tầm giá khoảng trên dưới 400, nói chung lên sóng để anh em lựa chọn. Ai quan tâm đến cái mẫu xe nào thì có thể liên hệ để Đức Trung sẽ tư vấn. Chợ ô tô cũ Quảng Ninh cũng có rất nhiều các cái mẫu xe khác anh em nhé. Cái tầm nó ít tiền hơn cũng có, nhiều tiền hơn thì cũng có. Ít tiền hơn thì anh em có thể tham khảo những cái mẫu xe Wincheck 2009. Nhiều tiền hơn thì nó có những cái dòng Wincheck 2014, rồi là có Chevrolet Colorado hay là Biturbo. Wincheck 3.2 thì bên Đức Trung cũng còn khá nhiều anh em nhé. Wincheck 3.2 thì anh em thấy là ở dưới cuối hàng kia này, bên Đức Trung có một con màu trắng. Hiện nay là bên Đức Trung có 2 con 16 màu trắng, 2 con 17 màu trắng đều bản 3.2. Tất cả các xe trong chợ này thì đều có video hết. Anh em quan tâm thì liên hệ với Đức Trung số điện thoại 0965 951 955. Số điện thoại thì Đức Trung luôn để trên góc màn hình để anh em tiện liên lạc. Chiếc XLT 2013 trang bị số sàn 2 cầu. Cái con này rồi cái phần lốp rồi là la răng cũng như là cái phần sơn si của nó rất là sạch đẹp. Nó lợi thế là nó có lắp thùng rồi anh em nhé. Hàng hóa để trong thùng này thì không bị mưa ướt và không sợ bị mất trộm. Ở Việt Nam mình nó rất dở là nó hay bị mất trộm vặt. Anh em đỗ ngoài đường cẩn thận, mất cả những cái logo hay là mất cả mang cá, mất cả gương. Có một số cái trường hợp mà đỗ qua đêm thì còn mất cả bánh anh em nhé. Đặc biệt là cái bánh dự phòng này, cái quả lốp dự phòng này nó biết đường, nó có quay nhanh lắm, chỉ mấy phút là xong thôi. Chiếc XLT 2013 trang bị số sàn 2 cầu. XLT thì nó là số sàn 2 cầu. Nếu như mà cái dòng số tự động thì nó phải đợi 2018 trở lên thì mới có số tự động anh em nhé. Sau này nó đổi thành cái bản Limited ấy. XLT này thì nó có gương điện cụp xòe, gương chỉnh 4 hướng, kính điện. Thế và có la răng đúc R17. Thế và cái phần gương, phần mang cá và cái phần mặt ca lăng này mà là mạ chrome. Cũng là động cơ 2.2 nhưng mà của XLT thì ta cảm giác nó máy của nó chắc đi, nó chất hơn rất là nhiều. Những cái dòng XLT này thì cái cơ cấu về phối khí hay là các cái chất liệu để làm lên cái xi lanh, cái piston hay là cái trục cơ hay là toàn bộ các cái trang thiết bị ở trên bản XLT thì
nó cũng chất hơn nhiều. Chính vì thế nên là cái giá bán của nó cũng cao hơn. Cái lúc mới thì nó cũng chênh nhau, cái bản XLT với bản XLS này nó cũng phải chênh nhau khoảng gần 100 triệu. Mặc dù là số sàn thôi, nhưng mà cái bản XLT này đi nó rất là thích. Khi mà anh em mà đã khởi hành rồi, đi số 1 rồi, ta đóng lên số 2 rồi thì lắm lúc nó không còn cảm giác như là số sàn nữa. Bởi vì là số nào nó cũng đi được. Mà cái khả năng tăng tốc cũng như là cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng XLT này nó vô cùng ấn tượng. Đấy, xe cũ như này nó cũng chỉ loanh quanh khoảng 7 lít trên 100 cây thôi anh em nhé. XLT con này cũng rất là đầy đủ, mà đăng kiểm thì cũng dài. Cái dòng này nó đăng kiểm 6 tháng một thôi. Đăng kiểm thì thực ra nó cũng rất là dễ, nên là cái thủ tục cứ hết đăng kiểm thì lại phải đi đăng kiểm lại theo cái quy định của nhà nước, và cái phí đường bộ thì ta đóng 6 tháng thôi. Con này được cái lốp láp thì đẹp cả dàn, sơn si sạch sẽ, cái trang bị đầy đủ, có cả màn hình cam lùi rồi. Vâng, giá chào bán là 435 triệu anh em nhé, 435 triệu. Giá trên thì vẫn còn thương lượng, và tùy theo cái mức độ anh em rút hồ sơ hay là như nào đó thì bên Đức Trung sẽ hỗ trợ thêm. Một chiếc XLT 2013 nữa để Đức Trung đi ra ngoài đầu đây. Chiếc XLT 2013 màu trắng, số sàn 2 cầu, máy dầu 2.2, biển số Hưng Yên 89C25744. Chiếc này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 430 triệu đồng. Con này lốp cũng khá là mới, là răng đúc rất là khỏe khoắn. Màng cá chrome, gương ốp chrome. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Cũng có vè che mưa. Tay hõm cửa cũng ốp chrome rất là đẹp. Cái dòng XLT số sàn 2 cầu này thì nó có thể đi được những cái địa hình khó. Nếu mà nó bị trơn trượt hoặc là nó có cái cài cầu cái là đi là rất là ok luôn. Con này nó cũng có màn hình cam lùi anh em nhé, đầy đủ hết rồi. Số sàn 2 cầu điện, khoanh tay hộp tì tay, ghế da màu đen, trần nỉ nguyên bản. Tùy theo cái sở thích của anh em thôi. Có anh em thì thích màu trắng, anh em thích màu xanh thì có thể lựa chọn. Hai con này giá nó cũng xem như nhau thôi. Một con là 435 triệu. Thế mà chiếc này thì là 430 triệu. Đều có lắp thùng thấp rồi. Hai chiếc XLT 2013 4x4 anh em nhé. Mua những cái dòng này đi công việc thì cũng rất là ok, mà kể cả này phục vụ gia đình nó cũng rất là tiết kiệm. Những cái dòng máy dầu hiện nay xăng dầu nó tăng giá kinh khủng, do cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine nó đẩy cái giá xăng cũng như là các cái mặt hàng tiêu dùng nó lên rất là cao. Nhưng mà nếu như có ô tô thì nó cũng đem lại nhiều cái nguồn lợi, trong đó có cả cái lợi ích về kinh tế, về lâu về dài anh em nhé. Nên là bên Đức Trung vẫn bán được xe trong cái giai đoạn này. Thế và kế tiếp là hai chiếc XLT ở giữa này là 2012. Anh em là hợp màu hợp mệnh thì có thể chọn màu đen hoặc là màu xanh thì tùy ý. Thế còn biển số thì bên Đức Trung sẽ bao rút hồ sơ cho anh em. Trong cái xe thì cái tính pháp lý của nó cũng rất là quan trọng. Thế cho nên là để hoàn thiện về cái phần pháp lý thì bên Đức Trung sẽ bao rút hồ sơ. Rút hồ sơ thì toàn quốc thì nó cũng chỉ loanh quanh 3 triệu. Nếu anh em mà không rút hồ sơ tự rút thì bên Đức Trung sẽ trừ tiền cho anh em về anh em tự rút, hoặc là cứ điển để biển số cũ đi cũng được. Đấy, chiếc này thì 2012 giá là 395 triệu đồng. Đấy, 395 triệu. Con này thì cũng có ghế da, cũng có sàn 3D, cũng có trần da. Con này nó chưa có màn hình. Hầu hết là các cái chức năng ở trên xe này là vẫn hoạt động đầy đủ. Cái dòng XLT đời nó sâu sâu như này thì máy móc cũng đại tu lại rồi.
Đấy. Chính vì thế nên là anh em về không phải làm thêm cái gì, chỉ trang trí thêm cho nó đẹp. Thì cái dòng mà nó chạy tầm khoảng chục năm máy dầu mà không làm máy thì về anh em phải làm máy nó mất mấy chục triệu. Làm máy thì thông thường nó phải mất 30 triệu thì nó mới ổn định lâu dài được. Thế còn làm những cái bộ hơi nó ít tiền hơn thì nó chỉ đi được khoảng độ 2-3 năm thôi. Nên nếu làm những cái bộ hơi chuẩn thì chạy tầm khoảng độ 5-6 năm đấy, thì mới lại phải làm lại hơi. Cứ sau 6, 5, 6 năm cái chu kỳ của nó thì là ta cứ thực hiện thay dầu mỡ, thay lọc định kỳ thì nó cũng sẽ bền bỉ và cái độ hao mòn của nó sẽ bớt đi. Thế nhưng bớt thì bớt, một thời hạn nhất định là của nó là nó phải thay, cùng ví như là cái quả lốp này đấy. Nếu cứ chạy bình quân lốp đẹp thì chạy tầm khoảng độ 7 vạn đấy, còn lốp mà xấu lại đường đường bê tông với đường đất đường đá thì nó cũng chỉ từ 4-5 vạn. Những có những người thì người ta đi được khoảng 10 vạn với những cái bộ lốp đẹp này. Ví dụ như là ở phố đường nhựa nó ít cái sự trơn trượt, ít cái sự ăn mòn và không phải tải nặng thì có những cái bộ lốp người ta đi cũng phải gần chục vạn người ta mới thay anh em nhé. Nên là nó tùy theo điều kiện của từng người. Cũng có những người thì xe 400 triệu là rất đẹp rồi, nhưng cũng có người thì người ta bảo là xe bán tải này mặc dù là nhiều tiền hơn 1 tỷ thì cũng chưa phải là xe đẹp. Cái đấy do cái quan niệm và do cái điều kiện, cái gu thẩm mỹ của từng người. Thế thì hôm nay bên Đức Trung có rất nhiều xe nhưng mà ưu tiên một số anh em ở cái vùng núi cao, ở những cái vùng xa mà chưa đến xem xe trực tiếp, thì ở Đức Trung làm lại một cái video để giới thiệu 4 chiếc XLT để anh em lắm được về cái công năng cũng như là cái giá cả cũng như là các cái phương thức mua bán xe, thì anh em có thể liên hệ để Đức Trung sẽ tư vấn trực tiếp. Đấy, số điện thoại Đức Trung xin nhắc lại là 0965 951 955. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các cái video lần sau.